Hành trình tương lai kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp thứ 6 ngày mùng 8 tháng 4. Kính chúc quý vị có một ngày mới luôn mạnh khỏe, thuận lợi và bình an. Cảm ơn quý vị đã nhấn like, đăng ký kênh, lựa chọn chúng tôi để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Bản tin hôm nay có những nội dung nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Sau đây là phần điểm tin chính. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đề nghị điều tra vụ người phụ nữ Việt ở Nhật Bản bị sát hại. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trả lương 7 đến 9 triệu đồng một tháng cho y bác sĩ cao tuổi làm việc ở trạm y tế. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ xả trạm thu phí nếu ùn tắc đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nhiều tỉnh thành phố cấm phân lô bán nền chặn sốt đất. Điều tra vụ nhóm người vô cớ xô đổ nhà của hai cụ già neo đơn. Đắk Lắk có phải gần 100 hectare rừng bị phá là do dịch Covid-19? Taxi xe công nghệ chật vật với giá xăng. Hụt 3.000 MW điện than, EVN muốn làm điện gió ngoài khơi. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Tại cuộc họp Bộ Ngoại giao thường kỳ diễn ra vào chiều ngày hôm qua, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc dường như đã hoàn tất hoạt động xây dựng kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác trên đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định hoạt động quân sự hóa các thực thể tại Trường Sa vi phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi này. Trước đó, hãng thông tấn AP dẫn lời của Đô đốc Jones Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết Trung Quốc đã hoàn thành các hoạt động quân sự hóa trên ba đảo nhân tạo, bồi đắp phi pháp ở các thực thể trên, song chưa rõ họ có xây thêm hạ tầng quân sự ở các thực thể khác hay không. Ông Aquilino đánh giá các hành động này hoàn toàn trái ngược với cam kết của Trung Quốc rằng sẽ không biến các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự. Đây là một phần trong quá trình Trung Quốc củng cố sức mạnh quân sự của mình ở Biển Đông. Được biết, đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập là ba trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Các thực thể còn lại là đá Ga Ven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma và đá Châu Biên. Bộ Ngoại giao vừa thông tin ban đầu về vụ việc một người phụ nữ Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản. Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ngày 4 tháng 4, cảnh sát địa phương thông báo phát hiện một thi thể được cho là nữ công dân Việt Nam ở một ngôi nhà tại quận Yodogawa, khu Osaka. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Lệ Quyên, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Nơi phát hiện sự việc là căn hộ trên tầng 2 căn nhà của một người đàn ông khoảng 59 tuổi, người Nhật Bản. Tầng 1 là quán ăn chị Quyên đang làm bán thời gian. Một ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Nhật Bản đã có kết quả khám nghiệm và đưa thông báo nguyên nhân tử vong là do chị bị siết cổ vào khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương, qua đó xác định được nghi phạm chính của vụ án này. Theo đó, nghi phạm là Toshie Yamaguchi, 59 tuổi, sống ở tầng 2 của tiệm cơm nơi chị Quyên làm thêm. Yamaguchi khai nhận sau cuộc sống khó khăn nên ra tay với nạn nhân để lấy tiền. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang tiếp tục theo dõi quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình. Truyền thông trong nước đưa tin, để nâng cao năng lực y tế cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh dự toán chi 138,4 tỷ đồng để hỗ trợ 3 đối tượng tham gia hỗ trợ tại trạm y tế từ nay đến hết năm 2025. Đầu tiên là bác sĩ đang tham gia chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế, điều dưỡng, hộ sinh đang trong thời gian tham gia thực hành tại trạm y tế. Mức hỗ trợ với bác sĩ là 60 triệu đồng trong 18 tháng, điều dưỡng hộ sinh là 30 triệu đồng trong 9 tháng. Thứ hai, người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế, trình độ trung cấp y sĩ hoặc từ cao đẳng trở lên làm việc tại trạm y tế, làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong 12 tháng. Người lao động cao tuổi có chuyên môn bác sĩ hưởng mức lương 9 triệu đồng một người một tháng. Người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế khác thì có mức lương 7 triệu đồng một người một tháng. Đối tượng thứ ba dự kiến được hỗ trợ gồm nhân viên vệ sinh và bảo vệ. Thành phố đề xuất hỗ trợ một nhân viên vệ sinh và một bảo vệ cho mỗi trạm y tế. Số tiền hỗ trợ là 5,5 triệu đồng một người một tháng. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí trưa ngày 7 tháng 4, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, nhằm chuẩn bị cho đợt cao điểm đón khách ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới, hãng sẽ tăng thêm số lượng xe chở khách vào những ngày cao điểm này. Theo đó, dự kiến trong đợt ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, ga quốc tế và quốc nội có thể phục vụ tới 42.000 khách đi và đến trở lên mỗi ngày. Trong tình huống lượng khách tăng cao lên trên 60.000 người đi và đến, sân bay Tân Sơn Nhất cần tới 9.000 lượt xe để phục vụ. Do vậy, các đơn vị vận tải đã thống nhất bố trí thêm khoảng 1.100 lượt xe còn thiếu.
Đặc biệt, cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng xây dựng và áp dụng phương án xả trạm thu phí trong trường hợp ùn tắc kéo dài vào những ngày cao điểm. Trước đó, trong đợt cao điểm Tết Nhâm Dần 2022, số lượng hành khách đông kỷ lục, người dân đã phản ánh về tình trạng không thể đặt xe qua phần mềm tại sân bay Tân Sơn Nhất khi quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hiện tượng chèo kéo làm giá của một số taxi truyền thống, taxi giả danh công nghệ cũng được ghi nhận tại đây. Theo báo Tuổi Trẻ, trước tình trạng phân lô bán nền tràn lan gây nhiễu loạn thị trường đất đai, nhiều địa phương đã có văn bản dừng cấp quyền sử dụng đất để chặn phân lô bán nền. Cụ thể, cuối tháng 3 vừa qua, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ra văn bản dừng giải quyết thủ tục về chia tách thửa đối với đất nông nghiệp, thửa đất gồm đất ở và đất nông nghiệp, thửa đất phi nông nghiệp không có đất ở. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Phước, Đắk Lắk cũng có văn bản yêu cầu đối với trường hợp đã chia tách đất, có xây dựng đường giao thông và có dấu hiệu kinh doanh bất động sản. Hiện trạng thửa đất được phân lô chưa hoàn thiện các hệ thống hạ tầng theo quy định thì tạm dừng cấp quyền sử dụng đất. Tại Lâm Đồng, tỉnh này quy định với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu để được tách thửa là 500m² tại khu vực đô thị, 1000m² tại khu vực nông thôn. Các trường hợp tách thửa đất mà số lượng thửa đất sau khi tách vượt quá số lượng các thành viên trong gia đình được xem là có dấu hiệu tách thửa đất với mục đích kinh doanh, buộc phải lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Tương tự, nhằm ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền tràn lan, tỉnh Khánh Hòa vừa ra văn bản nghiêm cấm việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất nằm ngoài khu vực dân cư hiện có. Công an xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập hồ sơ vụ việc một nhóm người vô cớ xô đổ nhà của vợ chồng cụ Võ Văn Mãnh, 81 tuổi, trú tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia. Theo thông tin ban đầu, vợ chồng cụ Mãnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, thường xuyên nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh để sống qua ngày. Ngày 18 tháng 3, ông Lương Hoàng Siêu trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng dẫn theo một nhóm người tới nhà cụ Mãnh. Ông Siêu yêu cầu cụ Mãnh phải dỡ bỏ ngôi nhà gỗ đang dựng. Do cụ Mãnh không chấp nhận nên nhóm người đi theo ông Siêu đã xô đổ căn nhà trên. Trước đó vào đầu năm 2020, ông Siêu đã nhượng lại cho cụ Mãnh 2000m² đất với giá là 10 triệu đồng. Hai bên đã làm giấy chuyển nhượng nhưng chưa có sổ đỏ. Trong giấy sang nhượng, ông Siêu ghi rõ, nếu ai đến tranh chấp, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nay không hiểu lý do gì mà nhóm người trên lại tới hành hung và xô đổ căn nhà của cụ Mãnh. Được biết, Tân Phú là thôn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Rất ít gia đình còn cầm cự ở lại đây vì không có điện và nước sạch. Mới đây, do có dự án làm đường chạy qua thôn nên đất đai tại khu vực này bắt đầu có giá trị. Ngày 7 tháng 4, đại diện Hạt Kiểm Lâm huyện Ea Súp, Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã Etermot. Trả lời câu hỏi vì sao cả 100 hecta rừng bị phá mà đến nay mới được phát hiện, lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm huyện cho rằng nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19, bởi thời điểm phá rừng cả đơn vị bị F0. Trước đó, báo chí hôm 6 tháng 4 đồng loạt đưa tin, cơ quan chức năng huyện Ea Súp phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại địa phương. Vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 205 thuộc quản lý của xã Ea Tơmốt. Diện tích rừng bị phá lên đến gần 100 hectare. Hiện trường rừng bị phá có hàng loạt cây gỗ từ 5cm đến 20cm bị cưa hạ. Một số vị trí các cây gỗ bị cưa có dấu hiệu còn rất mới, cây vẫn còn chảy mủ, lá còn xanh. Đại diện huyện ủy Ea Súp cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ. Nếu vụ việc đủ yếu tố thì khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xác định cá nhân tổ chức có liên quan. Cũng theo đại diện huyện ủy Ea Súp, bắt đầu xác định các đối tượng phá rừng nhằm mục đích chiếm đất. Báo Người Lao Động đưa tin, cho dù đợt điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua nhờ vào việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, nhưng do giá xăng dầu thế giới tăng nên giá xăng dầu cũng chỉ giảm được khoảng 1.000 đồng một lít. Theo đó, xăng RON 95 vẫn ở mức cao là 28.153 đồng một lít. Với giá xăng dầu cao như hiện nay, đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các tài xế taxi xe công nghệ. Nhiều tài xế taxi cho biết do giá xăng tăng cao nên họ không nhận khách ở khoảng cách quá xa, chỉ chọn tuyến đường đi lại ngắn để đỡ tốn chi phí nhiên liệu. Nhiều tài xế xe công nghệ cũng như xe taxi truyền thống không còn chạy rảo tìm khách như trước mà tìm nơi vắng, có bóng mát để chờ khách. Các tài xế cũng cho biết do giãn cách xã hội nên nhiều người về quê và từ đầu năm nay họ cũng muốn quay lại thành phố để tiếp tục chạy xe. Tuy nhiên do giá xăng dầu tăng quá cao nên họ cũng thay đổi ý định và tiếp tục chờ khi nào giá xăng giảm trở lại. Qua ghi nhận, không chỉ các ứng dụng gọi xe gặp khó khăn vì giá xăng tăng, các doanh nghiệp taxi truyền thống cũng khẳng định sẽ buộc phải tăng giá cước để giữ chân người lao động. Điều này tác động mạnh đến quyền lợi của khách hàng. Trong những ngày gần đây, thông tin về tình hình thiếu than cho sản xuất điện đang được dư luận quan tâm, nhất là miền Bắc
chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng. Nhu cầu tiêu thụ điện của miền Bắc hiện chiếm gần 50% toàn quốc và dự báo tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Trước thực trạng trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã đề xuất chính phủ một số giải pháp đồng bộ. Trong đó, EVN đề xuất sớm có cơ chế phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực miền Bắc nhằm tránh nguy cơ thiếu điện. Cụ thể, để đến năm 2025, đưa vào vận hành thêm khoảng 5.500 MW các nguồn điện năng lượng tái tạo, bao gồm 4.000 MW điện gió và khoảng 1.500 MW điện mặt trời, kèm theo hệ thống lưu trữ, phù hợp để đáp ứng nhu cầu công suất trong các giờ cao điểm tối. Đồng thời, EVN cũng đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn điện mặt trời mái nhà với mục đích tự tiêu thụ cho nhu cầu phụ tải tại chỗ. Đáng chú ý về điện gió ngoài khơi, EVN kiến nghị chính phủ cho phép EVN triển khai đầu tư điện gió ngoài khơi khu vực Bắc Bộ để tăng cường nguồn cấp điện khu vực phía Bắc và kết hợp đảm bảo an ninh quốc gia. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hàng triệu thùng dầu mắc kẹt ngoài khơi Trung Quốc. Lo ngại Bắc Kinh, Úc vội vã cử đặc vụ đến quần đảo Solomon. Mỹ cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Máy bay Malaysia Airlines bổ nhào, hành khách bật khóc. Nga rút toàn bộ quân khỏi Kiev và Chernihiv, không kích ở cả miền đông và miền nam Ukraine. Anh tuyên bố kỷ nguyên hợp tác với Nga đã chấm dứt. Hơn 1/4 dân số châu Phi lâm vào nạn đói đáng báo động. Di chứng đông máu hậu Covid-19 kéo dài tới 6 tháng, kể cả với bệnh nhân nhẹ. Nợ công toàn cầu cao kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng Bloomberg thông tin, các tàu dầu chở 22 triệu thùng từ Nga, Iran và Venezuela đang xếp hàng chờ bên ngoài Trung Quốc do dịch Covid-19 khiến nhu cầu giảm và logistics tắc nghẽn. Được biết, Trung Quốc là một trong những nước hiếm hoi mua dầu từ các nước bị trừng phạt là Iran và Venezuela vài năm qua. Nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này cũng đang tăng cường mua dầu Nga trong thời điểm sản phẩm này bị xa lánh vì xung đột tại Ukraine. Dù vậy, hoạt động mua bán dầu của Trung Quốc đang bị gián đoạn vì chính sách Zero Covid khi dịch bệnh tái bùng phát. Hiện tại, thời gian chờ dỡ hàng của các tàu tại các cảng Trung Quốc đã tăng lên 5,85 ngày từ 4,46 ngày trong tuần đầu tháng 3. Với các tàu loại Suezmax có thể chứa tối đa là 1 triệu thùng dầu thô, thời gian chờ còn tăng từ 4,46 ngày lên 15 ngày. Mới đây, Úc đã cử hai quan chức tình báo cấp cao nhất đến quần đảo Solomon trong bối cảnh quốc gia Thái Bình Dương này ký hiệp ước an ninh có phần tranh cãi với Trung Quốc. Cụ thể, theo dự thảo được tiết lộ, Solomon có thể yêu cầu Trung Quốc triển khai cảnh sát vũ trang, binh sĩ, lực lượng vũ trang và lực lượng hành pháp của nước này tới quốc đảo Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo hoặc an ninh. Trong khi đó, Úc và đối tác an ninh Mỹ từ lâu đã lo ngại về khả năng có căn cứ quân sự Trung Quốc đặt ở Thái Bình Dương. Điều này cho phép quân đội Bắc Kinh hoạt động gần hơn với họ. Thực tế, về khoảng cách địa lý quần đảo Solomon chỉ cách Úc khoảng 2.000 km. Trong bối cảnh đó, Úc đã cử hai quan chức tình báo cấp cao nhất đến Solomon để thảo luận về vấn đề này. Trên website của chính phủ, Thủ tướng quần đảo Solomon Manasses Sogavare đã trấn an rằng Úc vẫn là đối tác được lựa chọn và nước này sẽ duy trì chính sách làm bạn với tất cả, chứ không trở thành kẻ thù của bất cứ ai. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính của Mỹ Janet Yellen mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng bộ này sẵn sàng sử dụng công cụ cấm vận của mình trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan. Cụ thể, khi được các nghị sĩ tại Ủy ban Tài vụ Hạ viện hỏi liệu Mỹ có sử dụng biện pháp như trên nếu Đài Loan bị đe dọa hay không, bà Yellen trả lời, chắc chắn, tôi tin rằng chúng ta vừa cho thấy mình có thể làm gì. Trong trường hợp của Nga, chúng ta đã đe dọa những hậu quả đáng kể. Chúng ta đã tạo ra những hậu quả đáng kể và tôi nghĩ quý vị không nên nghi ngờ về khả năng và quyết tâm của chúng ta khi cần làm điều tương tự trong những trường hợp khác. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ Wendy Sherman cũng nhấn mạnh, qua việc phản ứng mang tính phối hợp của phương Tây đối với Nga về vấn đề Ukraine, Bắc Kinh cũng cần hiểu là bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực là không thể chấp nhận. Theo hãng tin Channel News Asia, giới chức Malaysia đang mở cuộc điều tra sau khi máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MH2664 của nước này từ Kuala Lumpur đi Tawar đã bất ngờ hạ độ cao. Dữ liệu từ trang web theo dõi hành trình chuyến bay Flight Radar 24 cho thấy máy bay này đột ngột hạ độ cao khoảng hơn 600 mét chỉ trong vòng vài giây. Một số thông tin thậm chí nói rằng máy bay đã hạ độ cao đột ngột hơn 2.000 mét từ 9.448 mét xuống 7.315 mét. Halima Nasoha, một hành khách trên chuyến bay, kể lại cô lên máy bay khoảng 14 giờ 30 phút hôm 4 tháng 4 và đến khoảng 15 giờ 03 phút, cô bất ngờ bị nảy lên nảy xuống trên ghế ngồi vài lần. Nasoha kể lại,
Các hành khách bắt đầu la hét và khóc lóc, cảm giác như chúng tôi sắp chết đến nơi. Sau khi lấy lại độ cao, máy bay đã quay đầu, bay vòng qua thành phố Melaka trước khi hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Các hành khách được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Tawang. Sự cố xảy ra không lâu sau khi một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines bị hạ độ cao đột ngột gần 8.800m trước khi rơi xuống một vùng đồi núi ở Quảng Tây, khiến toàn bộ 132 người trên khoang thiệt mạng. Truyền thông quốc tế đưa tin, Ngoại trưởng Anh vừa tuyên bố kỷ nguyên hợp tác với Nga đã chấm dứt. Cụ thể, phát biểu tại bữa tối với các ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nêu rõ, thời đại hợp tác với Nga đã kết thúc, chúng ta cần một cách tiếp cận mới đối với an ninh châu Âu dựa trên khả năng phòng thủ, răn đe và phục hồi. Trong tuyên bố đưa ra, bà Liz Truss cho rằng đạo luật thành lập Nga-NATO đã chết và đạo luật này đại diện cho một cách tiếp cận lỗi thời trong quan hệ với Điện Kremlin. Được biết, đạo luật thành lập Nga-NATO được ký kết vào năm 1997, tạo cơ sở chính thức cho việc thiết lập quan hệ song phương giữa hai bên. Ngoại trưởng Liz Truss cũng kêu gọi phương Tây nhanh chóng hỗ trợ Ukraine, trong đó có việc cung cấp cho quân đội Ukraine những vũ khí cần thiết, tăng cường lệnh trừng phạt và khả năng phòng thủ để không tạo ra khoảng trống an ninh ở sườn của NATO, đặc biệt là khu vực Đông Âu. Truyền thông Anh đưa tin, khoảng 346 triệu người, tức là hơn 1/4 dân số toàn châu Phi, đang lâm vào nạn đói đáng báo động. Trong khi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế mới đây đưa ra cảnh báo con số này thậm chí còn có thể tăng trong những tháng tới. Ủy ban này nhận định, nạn đói ở châu Phi là một thảm họa hầu như không được chú ý tới ở thời điểm hiện tại. Tại Nam Sudan, hơn 70% dân số đối mặt với nạn đói cực độ trong năm nay do thiên tai và xung đột vũ trang. Hàng triệu người tại Ethiopia cũng cần được hỗ trợ khi khu vực này hứng chịu đợt hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Burkina Faso, số người phải rời bỏ nhà cửa vì nạn đói đã tăng hơn 2 lần trong năm qua. Nhiều trẻ em tử vong vì suy dinh dưỡng. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng cho biết, những cú sốc khí hậu lặp đi lặp lại khiến người dân không thể canh tác là nguyên nhân chính của nạn đói đáng báo động trên. Tạp chí Y khoa BMJ ngày 7 tháng 4 công bố nghiên cứu cho thấy những người đã từng mắc COVID-19 có nguy cơ phát triển các cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng sau khi bị nhiễm bệnh, ngay cả khi mắc bệnh nhẹ. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ hơn 1 triệu người tại các cơ quan đăng ký quốc gia của Thụy Điển. Những người này đã mắc COVID-19 từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Dữ liệu này được so sánh với nhóm kiểm soát gồm 4 triệu người không mắc COVID-19 trong giai đoạn này. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người từng mắc COVID-19 có nguy cơ cao bị tắc mạch phổi, hiện tượng một cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch trong phổi trong vòng tới 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. Thêm vào đó, những người từng mắc COVID-19 cũng có nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, hiện tượng cục máu đông nằm trong tĩnh mạch sâu của cơ thể, thường là ở chân trong vòng tới 6 tháng sau khi mắc bệnh. Sau khi điều chỉnh một loạt các yếu tố, các nhà khoa học nhận thấy nguy cơ tắc mạch phổi tăng gấp 33 lần với những người từng mắc COVID-19, trong khi nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu tăng 5 lần. Hãng CNBC đưa tin, nợ công toàn cầu dự kiến tăng lên mức cao kỷ lục 71.600 tỷ USD trong năm nay khi các nước vay nợ cho hồi phục kinh tế và tăng chi tiêu quốc phòng. Theo chỉ số nợ công thường niên được công bố hôm 6 tháng 4, Tập đoàn Quản lý Tài sản Toàn cầu Janus Henderson của Anh dự báo nợ công toàn cầu tăng 9,5%, chủ yếu đến từ Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Được biết, các chính phủ trên khắp thế giới đã tăng cường vay nợ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây 2 năm nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế. Tập đoàn Janus Henderson cho biết khoản nợ công của các nước tăng lên mức kỷ lục 65.400 tỷ USD vào năm 2021 so với 52.200 tỷ USD vào tháng 1 năm 2020. Trong đó, nợ công của Trung Quốc tăng nhanh nhất và nhiều nhất tính theo tiền mặt, tăng 1/5, khoảng 650 tỷ USD vào năm ngoái. Trong số các nền kinh tế lớn và phát triển, Đức có mức tăng tỷ trọng lớn nhất với tỷ lệ nợ tăng 15%, gần gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu. Thưa quý vị, kết thúc bản tin ngày hôm nay, trước khi đến với phần nhân sinh cảm ngộ, mời quý vị quay trở lại với chương trình Tự tin sống khỏe của hành trình tương lai. Quý vị thân mến, khi thời tiết chuyển sang nóng và ẩm thấp hay bắt đầu vào mùa mưa như hiện nay khiến căn nhà của bạn có thể bị hôi, gây cảm giác khó chịu và về lâu dài còn gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt nếu ngửi thấy mùi hôi kéo dài có thể sẽ khiến chức năng của mũi bị tê liệt. Điều đó khiến bạn lầm tưởng rằng mùi hôi đã biến mất. Song thực tế thì mùi hôi vẫn tồn tại quanh bạn. Không chỉ vậy, theo các chuyên gia, nếu bạn không biết cách xử lý mùi hôi nhà ở một cách triệt để, lâu dài sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe của chính người thân trong gia đình của mình. Nếu nồng độ mùi hôi vượt quá khả năng đào thải của cơ thể bạn thì sức khỏe của bạn đã bị ảnh hưởng, ngửi nhiều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy giải pháp nào khử mùi hôi, mùi ô nhiễm có hại trong nhà bạn? Ngày hôm nay, Hành Trình Tương Lai xin mang đến cho quý vị khán giả một sản phẩm mang tính đột phá, thân thiện với sức khỏe và môi trường, không dùng điện, đến từ Nhật Bản, có thể phần nào giúp bạn giải quyết vấn đề nhức nhối này. Mời quý vị cùng theo dõi video sau đây. Mùi hôi trong nhà vệ sinh, mùi nấu ăn, mùi hôi vật nuôi, mùi xe, mùi thuốc lá. Bạn có biết, các hóa chất khử mùi và tạo mùi thơm chỉ tạo cảm giác giả cho não bộ của chúng ta. Các hóa chất đó không những không thể loại bỏ mùi hôi, mà còn là những chất gây ô nhiễm vô cùng độc hại, có thể tạo ra các căn bệnh cấp tính và mãn tính nếu tiếp xúc dài hạn. Đừng lo, Theracom có thể loại bỏ tất cả mùi hôi và các chất ô nhiễm độc hại trong ngôi nhà của bạn. Theracom, bộ lọc không khí khử mùi, khử khuẩn, không dùng điện đến từ Nhật Bản. Theracom là bộ lọc carbon hoạt tính, được thiết kế và sản xuất với kết cấu ô lưới. Cấu trúc này cho phép luồng không khí được lọc nhiều nhất với diện tích bề mặt tiếp xúc lớn. Theracom được sản xuất theo công nghệ mới nhất của Nhật Bản, giúp hấp thụ tối đa khí độc hại, mùi hôi thối và làm sạch không khí trong nhà rất hiệu quả. Cuộc sống của bạn không cần đến những mùi độc hại này. Hi, do you know this Theracom? I use this for removing odor remover. This Theracom is basically an organic product, and it don't need any kind of electric equipment or even electric stuff to start this. And it works on the removing from especially the Theracom itself. There is active carbon inside, so it automatically will remove it. And it's very easy to use, friendly using. You don't need to worry how to use it. Just take out this package and just put in where you like to remove the odor. And I use this Theracom and I do my cooking, especially I cook my fish or I cook my sambal, fry the sambal especially, it will remove the smell of it. So I hope you people will try this Theracom and will keep your house fresh and clean. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, quý vị có thể liên hệ theo số hotline 0879707043. Hoặc quý vị có thể đặt hàng theo liên kết chúng tôi có để ở phần mô tả. Và ngay sau đây là phần nhân sinh cảm ngộ như thường lệ. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, vợ chồng nào mà chả có lúc bất đồng, khó hiểu nhau. Một từ một câu cũng có khi tạo thành vết nứt khó hàn gắn lại trên con đường đi chung. Năm tháng trôi qua, cũng đến lúc những tiếng xưng hô ngọt ngào, anh em vợ chồng thiếu đi cái ngọt ngào của thuở ban đầu. Thế rồi cho đến khi tôi nghe câu chuyện dưới đây. Ông tôi chậm rãi, nhẹ nhàng gọi bà tôi đang hấp hối bằng hai tiếng, mình ơi. Âm thanh đó bồng bềnh như áng mây mà lấp đầy tâm can tôi một cách êm dịu và ấm áp lạ thường. Như được một thứ năng lượng mạnh mẽ đánh thức, nước mắt tôi chảy dài xuống bờ vai, đang run rẩy vì cố kìm nén cơn chấn động. Ông bà tôi tuy được mai mối mà nên vợ chồng, chẳng có rung động của thuở ban đầu, chẳng có đam mê cháy bỏng. Vậy mà đi qua gần 60 năm cuộc đời, ông bà chưa bao giờ ngừng gọi nhau là mình ơi. Mỗi người đều là một cá nhân độc lập, với cá tính, nhận thức khác biệt. Để sống chung với nhau, nếu chẳng thể coi người như bản thân mình thì khó tránh khỏi xung đột mâu thuẫn. Nếu chỉ trông mong vào cảm xúc yêu thương mãnh liệt, hòa quyện mê say của những người đang yêu nhau đắm đuối, hai tiếng mình ơi ấy thật dễ cất nên lời. Nhưng để gọi nhau mình ơi, ngay cả trong những khó khăn gian khổ, những cơn say nắng ngả nghiêng, những nhạt nhòa mệt mỏi của cuộc sống vô thường, thì cần phải thật sự buông bỏ cái tôi mà coi nửa kia là mình. Lúc đó mới có thể hy sinh mà không thấy thiệt thòi, tủi hổ. Yêu thương mà không có điều kiện, đam mê, chấp nhận được những cái chưa hoàn thiện của ái nhân, cũng như hiểu được cảm giác của người để không khiến người kia phải đau khổ. Thế nên, ông bà tôi mới thương nhau cho đến những giờ phút cuối cùng. Dẫu không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng kết thúc bằng sự viên mãn. Quý vị thân mến, có nhiều cặp vợ chồng kết hôn đã lâu nên dường như quên mất nguyên nhân ban đầu họ đến với nhau, mà lại quen dùng kính lúp để soi mói cái sai của người khác. Dùng khuyết điểm của nửa kia để che giấu cho thiếu sót của bản thân mình chính là thói quen lừa dối bản thân mà tự không biết. Đúng sai về mặt hình thức nhiều khi là không quan trọng. Nếu bạn nhìn vào mặt tốt nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn thì hôn nhân tự nhiên cũng hòa hợp và ấm áp. Đời người không như ý, cuộc sống vốn luôn có những lúc thăng trầm. Điều cần phải học được khi gặp khó khăn chính là đừng than vãn.
Nếu trong lòng thật sự tức giận thì chí ít cũng nên học cách nhẫn nhịn tu khẩu. Tất nhiên, nếu nửa kia làm trái đạo nghĩa vợ chồng, vi phạm pháp luật thì không nhất thiết là cứ phải nhận quá. Nhưng rất nhiều cuộc hôn nhân lại đổ vỡ vì những chuyện không đâu, những chuyện đáng nên nhẫn mà lại không được nhẫn. Vì vậy, trong hôn nhân có một nét đẹp gọi là tu khẩu. Thưa quý vị, cách cư xử trong các mối quan hệ gia đình cũng phụ thuộc vào sự nhẫn nại, bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc và đặc biệt là sự chân thành thiện tâm. Mà cuộc sống nhiều khi có những lúc chúng ta chưa kiềm chế được, nhất là trong giao tiếp và lời nói với nhau. Và hiện nay, hàng triệu người trên thế giới đã thay đổi được tâm tính tốt hơn với các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của môn tu luyện giữ đời thường của Phật gia. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp, thiền định nhẹ nhàng dễ học, tập trung vào việc đề cao tâm tính bản thân. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Qua việc đọc sách chuyển pháp luân, người học sẽ hiểu được các giá trị chân, thiện, nhẫn và làm người tốt thực sự như thế nào. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân F0 trên thế giới, việc thành tâm niệm 9 chữ chân môn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo đã giúp cho nhiều người cải thiện sức khỏe. Hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.